Kế sách vây ngụy cứu triệu của Ukraine, đánh Kursk, cứu Donbass dường như bất thành, và ngay cả ý chí đánh để đàm cũng rơi vào thế bế tắc. Dù Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang tìm cách sử dụng lãnh thổ Kursk để đàm phán, nhưng phần đất mà Ukraine giành được ở Kursk chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tổng diện tích khổng lồ của nước Nga, và Nga sẽ không đồng ý với một cuộc thương lượng 1-1, ám chỉ phần lãnh thổ mà Nga và Ukraine đang kiểm soát của lẫn nhau. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Ukraine không ngừng được đà tiến của Nga ở Donbass. Cuộc tấn công vào khu vực Kursk đã không mang lại cho lực lượng vũ trang Ukraine thời gian nghỉ ngơi mà họ kỳ vọng. Bộ chỉ huy Nga đã nhìn thấy một cái bẫy một cách đơn giản và không rút quân binh ra khỏi mặt trận Donbass. Kết quả là quân lực lượng vũ trang Ukraine bị mắc kẹt trong một nồi hầm ở vùng Kursk và những phần khác của mặt trận không chịu nổi áp lực của máy bay chiến đấu của quân Nga và bắt đầu vỡ vụn như quân cờ domino. Orlovka, Kamisevka, Nikolevka, Novozelenoy, Konstantinovka ở Donetsk, Stenmakhovka và Sinkovka ở vùng Kharkov, Prekistovka gần Ugleda và Lesovka gần Pokrov. Đây là những khu định cư được các binh lính của Nga giải phóng chỉ trong tuần trước, trung bình mỗi ngày một điểm hoặc thậm chí nhiều hơn. Có vẻ như Nga đã chủ động chấp nhận thực tế quân Ukraine đứng chân trên Kursk vào lúc này và trong một thời gian nhất định sắp tới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ tuần này đánh giá rằng Tổng thống Putin đang nỗ lực giữ đà tiến của quân Nga hướng tới Pokrov, chấp nhận cái giá trước mắt là trì hoãn hoạt động đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kursk. Rất có thể, ban lãnh đạo quân sự Ukraine thấy không thể ngừng được đà tiến của quân Nga ở Donbass, nên đã dốc sức giành một chiến thắng ở Kursk, được cho là dễ đạt được hơn, và có định hướng dùng chiến thắng ấy làm thứ để mặc cả sau này với Nga trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, chiến thắng của Ukraine tại Kursk có lẽ sẽ không mang sức nặng đối với Nga. Tổng thống Nga Putin đã hạ thấp ý nghĩa của vụ đột kích đó và tiếp tục chỉ đạo quân đội Nga tiến lên ở mặt trận miền đông Ukraine. Với việc tập trung vào Donbass, Nga thể hiện rõ ràng họ không sẵn lòng nhượng bộ để đổi lại Kursk, bởi vì tỉnh Donetsk mới thực sự là mục tiêu chính của họ. Cần lưu ý rằng, ngay từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột, ngày 24 tháng 2, 2022, động lực khiến Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine chính là lời đề nghị của giới lãnh đạo Donetsk và Luhansk, gọi chung là Donbass, kêu gọi Nga hỗ trợ quân sự. Financial Times đánh giá việc Pokrov thất thủ sẽ gây áp lực nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine quanh các thị trấn Torez và Chasovka, cũng như các cứ điểm Slaviansk, Kramatorsk và Konstantinovka. Ngoài ra, thất bại này nếu xảy ra sẽ mở toang cánh cửa cho quân Nga thọc sang phía Tây tới sông Dnipro. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Syrsky đã mang rất nhiều quân tinh nhuệ đến vùng Kursk, nên tình trạng thiếu trang thiết bị và nhân sự đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tuyến còn lại. Cụ thể, theo Tổng tư lệnh Syrsky, mục tiêu của Ukraine khi tiến đánh Kursk như sau: ngăn chặn Nga sử dụng Kursk làm bàn đạp mở một cuộc tấn công mới, phân tán lực lượng Nga khỏi những khu vực khác của chiến trường Ukraine, tạo vùng đệm và ngăn ngừa Nga pháo kích xuyên biên giới, bắt tù binh đối phương và khích lệ tinh thần binh sĩ nói riêng và đất nước nói chung. Sau khi thị sát tiền tuyến ngày 5 tháng 9 năm 2024, tướng Syrsky nói với phóng viên Ermenpour của CNN rằng không nghi ngờ gì nữa, trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đang bị đối phương áp đảo về vũ khí và nhân lực. Ông Syrsky thừa nhận đối phương có lợi thế về không quân, tên lửa, pháo, về số lượng đạn dược họ sử dụng, tất nhiên cả về nhân lực, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, ông Syrsky chia sẻ chính thực tế Nga có lợi thế hơn về vật chất đã buộc Ukraine phải thông minh hơn, khéo léo hơn và hiệu quả hơn trong cách thức tác chiến. Theo các đối thủ chiến lược của Nga, tốc độ tấn công của quân đội Nga đã tăng gấp 5 lần trong tháng 8. Đồng thời, quân đội Nga đang phá hủy ồ ạt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước đây, tấn công các tuyến đường sắt, đồng thời phá hủy các sân bay và trại không quân, khiến những chiếc F-16 khét tiếng không còn nơi nào để hạ cánh. Nhân sự và ban chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine đang dần bị loại bỏ. Theo cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Tổng tư lệnh Syrsky có thể bị buộc từ chức
do đã nướng quá nhiều quân tinh nhuệ tại Kursk. Nói một cách dễ hiểu, quá trình phi quân sự hóa Ukraine đang diễn ra với tốc độ kỷ lục. Tạp chí Forbes dự đoán số phận tương tự của lực lượng vũ trang Ukraine gần Pokrov. Các vị trí của Ukraine gần Pokrov rất yếu, không có đủ binh sĩ. Các đơn vị còn lại của 4 lữ đoàn đứng trước nguy cơ có thể bị tổn thất. Đây không khác gì một thảm họa đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn đài NBC News của Mỹ ngày 5 tháng 9 năm 2024 cho biết: "Chúng tôi không cần lãnh thổ Nga, tôi đã luôn nói điều này. Các hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi không cần người dân, thường dân, công dân của họ. Chúng tôi chỉ bắt tù nhân quân sự của họ để đổi lấy tù binh của chúng tôi." Ông Zelensky nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi không cần đất của họ, không muốn đưa lối sống Ukraine đến đó. Tôi nói điều này vì tôi hiểu luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Ukraine là một quốc gia như vậy, nhưng chúng ta phải có những bước đi phù hợp để trở nên mạnh mẽ hơn. Hoạt động này củng cố đất nước, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ trao đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác." Ông từ chối bình luận về các nước đi tiếp theo của Ukraine, cũng như về việc liệu Kiev có kế hoạch mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Nga hay không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ chiếm giữ lãnh thổ đã giành được ở Kursk vô thời hạn. Tuy nhiên, giới phân tích lại đưa ra cái nhìn khác hoàn toàn với nhà lãnh đạo Ukraine. Stephen Watts, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại trường Kennedy thuộc Đại học Harvard, cho rằng phần đất mà Ukraine vừa giành được ở Kursk chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tổng diện tích khổng lồ của nước Nga. Cụ thể, lãnh thổ mà Ukraine chiếm giữ ở Kursk chiếm 0,0064% tổng diện tích đất liền của Nga và 0,138% dân số nước này. Giáo sư Watts cho biết chiến dịch Kursk chỉ thành công ở cấp chiến thuật chứ không phải thành tựu cấp chiến lược. Nó đã củng cố tinh thần của người Ukraine và phơi bày một số điểm yếu của Nga, nhưng có những giới hạn rõ ràng về mức độ Kiev có thể tiến xa đến đâu. Kết cục xung đột Nga-Ukraine sẽ được quyết định chủ yếu bởi những gì diễn ra trên thực địa ở Ukraine, chứ không phải ở Kursk. Không những vậy, ông Watts còn đánh giá, thực sự thì thành công ngắn hạn này của chiến dịch Kursk có thể cuối cùng lại trở thành thất bại chiến lược của Ukraine nếu như nó làm suy yếu phòng tuyến Ukraine ở miền đông, từ đó tạo điều kiện cho Nga nhanh chóng giành thêm lãnh thổ. Nga chấp nhận để Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ rất nhỏ trong thời gian đầu vì họ biết mình đủ sức giành lại hoàn toàn nơi đó sau này. Tuy nhiên, thành công ngắn hạn này của Ukraine cuối cùng có thể được coi là một sai lầm chiến lược nếu nó làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở miền đông và cho phép Nga đạt được nhiều thành quả nhanh hơn ở đó. Nga có thể để Ukraine kiểm soát tạm thời một phần nhỏ lãnh thổ của mình vì biết rằng sau này họ sẽ có thể khôi phục lại toàn bộ quyền kiểm soát. Michael O'Hanlon, thành viên cấp cao và giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện Brookings, cho biết Ukraine đang tìm cách sử dụng lãnh thổ Kursk để đàm phán sau khi nhận ra rằng họ sẽ không lấy lại được hầu hết đất đai thông qua một cuộc phản công. Tuy nhiên, chắc chắn Nga sẽ không đồng ý với một cuộc thương lượng 1-1, ám chỉ phần lãnh thổ mà Nga và Ukraine đang kiểm soát. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington, quân Nga đã đạt được những bước tiến lớn trên đất Ukraine kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu. Cụ thể, đến nay Nga chiếm thêm được 54.485 km2 trong riêng tháng 8 năm 2024, mức lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Muốn lật ngược thế cờ ở Torez và Pokrov, lực lượng dự bị Ukraine tốt nhất là với số lượng vài lữ đoàn phải được triển khai nhanh chóng và gần như đồng thời ở những nơi đã bị pháo binh Nga nhắm tới kể từ năm 2022 trong khu vực Slavyan, Kramatorsk và Konstantinovka. Các khu vực này đang bị Nga tấn công bằng pháo, tên lửa gần như mỗi ngày. Có một số người lo lắng rằng tốc độ tiến quân thần tốc của quân đội Nga có thể khiến họ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Tuy nhiên, họ chưa tính đến một tình huống khác là ngay cả khi có thể hội tụ được quân dự bị thì để tấn công từ phía Bắc nhằm vào các đơn vị đang xung phong của Nga, lực lượng Kiev sẽ phải di chuyển dọc theo chiến tuyến, nơi nằm trong tầm khống chế của tất cả các loại vũ khí hạng nặng.
Đó là chưa kể, gần như toàn bộ các đơn vị dự bị chiến lược tinh nhuệ đã được Ukraine tung vào chiến dịch đột phá vùng Kursk. Rất khó có thể ngày 1, ngày 2 rút ngay về giữ Pokrov. Rõ ràng, trong lúc mải mê tấn công Kursk với toàn tính giải cứu cho Donetsk và vực dậy tinh thần binh sĩ, Ukraine vừa xa lầy trong lãnh thổ Nga lại vừa để hở sườn Donetsk, dẫn tới nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Theo thông tin mới nhất, chính quyền Ukraine được cho là vừa ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em tại 31 khu định cư thuộc hai thành phố lớn Pokrov và Kramatorsk. Phải chăng đây là dấu hiệu vỡ trận? Nếu điều này xảy ra, Kiev có thể sẽ đánh mất nhiều thứ và rơi vào tình thế sôi hỏng bỏng không khi kế vây ngụy cứu triệu bất thành. Trong bối cảnh thất bại này, các người thầy phương Tây bắt đầu hỏi Ukraine những câu hỏi như tất cả những điều này là gì, và dường như phương Tây đã tìm ra câu trả lời. Theo tờ The Guardian, mục đích của cuộc tấn công vào khu vực Kursk không phải là một chiến thắng quân sự nào đó hay thậm chí là đòn bẩy cho các cuộc đàm phán. Hàng ngàn binh sĩ Ukraine tinh nhuệ đã bị đẩy vào mặt trận và thiệt mạng chỉ vì mục đích nâng cao tinh thần của người dân Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6 tháng 9 năm 2024 kêu gọi các đồng minh phương Tây hành động và chấm dứt xung đột vào mùa thu năm 2024. Ông cũng kêu gọi khôi phục an ninh quốc tế. Hãy đảm bảo rằng mùa thu này là thời điểm xung đột kết thúc theo cách có thể khôi phục trật tự an ninh quốc tế đáng tin cậy. Ấn phẩm Strana.ua của Ukraine trích dẫn lời ông Zelensky nói tại cuộc họp của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine ở căn cứ quân sự Rastan của Mỹ tại Đức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.